Nông Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Bức So, huyện Tiên Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì em lên cho các bác xem một siêu phẩm luôn các bác nhé. Một siêu phẩm Sittin 024AV, hàng tuyển lựa sưu tầm. Rất chi là khó để lựa chọn được những máy đẹp như thế này. Thì hôm nay thì em lên cho các bác để cho các bác trải nghiệm qua cũng như là tham khảo qua các bác nhé. Các bác nào ưng ý vừa mắt thì có thể chốt với bên mình. Đó. Và em sẽ nói trước thì con này thì giá thì sẽ cao hơn thị trường các bác nhé. Đó. Thường thường giá trên thị trường thì nó dao động từ 5 triệu đến 5 triệu 2. Nhưng mà con này thì giá nó sẽ cao hơn. Thì các bác nào muốn tham khảo giá thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929. Hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Số điện thoại thì em để trên màn hình được các bác nhé. Đó. Một chiếc máy cực kỳ đẹp. Hôm nay thì con này thì em về là về đầu không các bác nhé. Chưa có làm xích. Các bác nào mà muốn làm xích thì em sẽ lên làm xích mới các bác nhé. Làm mới xích mới. Chứ em không, cái đầu lô hôm nay về thì không có làm xích của nó luôn. Chỉ có một đầu máy không này thôi. Đó. Một chiếc máy rất phù hợp cho các bác nào mà về sưu tầm cũng cực kỳ là ok luôn các bác nhá. Một con 024AV này. Đó, không phải, không còn gì để gọi như là để tham khảo thêm nữa rồi. Đó. Bộ viết của nó đấy, các bác nhìn qua cực kỳ đẹp. Máy móc thì em đã cũng như kiểm tra máy móc bao ri nguyên bản cho các bác nhá. Một con máy như thế này thì không có cái gì gọi như là bảo là phải thay linh kiện cả. Linh kiện tất cả nó đều ngon lành hết các bác nhé. Ốc ác này, ốc ác cực kỳ đẹp. Có mỗi phần này thì nó cũng thời gian lâu ngày thì nó bị mất mờ, mất chữ rồi thôi. Đó. Còn lại tất cả đều ngon lành các bác nhé. Các bác nào về sưu tầm để trưng bày thì cũng quá là ok luôn con này. Đó. Và bây giờ thì em sẽ mở cái phần áo gió nó ra, phần nắp cho các bác nhìn qua cái máy xem là như thế nào các bác nhá. Đó. Các bác chờ em một tí xíu. Rồi. Đây nữa. Cho các bác nhìn qua linh kiện của cái máy nhá. Quá là ok luôn này. Đẹp xuất sắc luôn các bác. Nòng bạc nha. Rin nguyên bản buji rin luôn này. Đó. Chuẩn này, Germany luôn này, dập chữ luôn các bác nhá. Đó. Linh kiện em bảo rin nguyên bản 100%. Đảm bảo cho các bác luôn. Bên em thì chỉ bán những dòng cưa sưu tầm hàng đẹp cũng như là máy móc rin nguyên bản các bác nhá, chứ không hề bán những dòng máy cưa mà đã qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ linh kiện gì cả thì bên em sẽ không có bán. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm về bên em các bác nhá. Đó. Cho các bác nhìn qua. Áo gió, áo giếc này, bôi e của nó đây các bác nhá. Đều đẹp luôn, tất cả linh kiện của dòng Etin thì đều dập, đều dập chữ Etin này cả. Đó. Một linh kiện bé xíu rồi cũng có dập thương hiệu Etin của nó nên là hoàn toàn không thể nào mà giả được các bác nhé. Đó. Đây, buji này. Dập luôn cả Made in Germany các bác nhé. Germany. Đó. Con này thì mã số ký hiệu của nó đây. Để em đọc cho các bác nhé. 11902 8573. Đó. Cho các bác nhìn qua. Đó, đây là mã số của nó này. À, số lốc. Quá là đẹp nha. Hình thức không phải bàn cãi gì nữa rồi. Đó, vỏ của nó đây. Các bạn nhìn qua. Đều dập Etin luôn các bác nhá. Quá là đẹp. Vỏ quá là ok này. Đó. Cái này thì em về cũng đã tân trang lại một tí để cho các bác đẹp nhất có thể các bác nhá. Đó. Bôi vỏ nó đây. Nói chung là đẹp đẽ hay không là do mình thợ, mình chăm chút cho từng cây máy, từng chi tiết thì nó sẽ cực kỳ đẹp các bác nhé. Đó.
để cho bọn em thì sẽ làm hoàn hảo nhất có thể để cho đến tay người dùng của các bác sử dụng, hoặc là trưng bày hoặc là nhìn ngắm thì có thể ưng ý và vừa mắt nhất các bác nhá. Đó, nên là bên em những người thợ thì sẽ là như thế. Đó. Và bên em thì làm ăn uy tín nên là có sao thì em sẽ nói vậy. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là chốt thì có thể liên hệ qua cho em. Đó, tham khảo thời thêm thì có thể liên hệ trực tiếp qua em. Một chiếc máy quá là ok nhá. Đó. Rồi thì bây giờ thì con này thì em cũng chưa đổ xăng để test nổ, nên là trên video này thì em sẽ không test nổ các bác nhé. Đó, các bác nào hoặc là muốn nghe tiếng động cơ cũng như là máy móc của em nó thì liên hệ cho em sẽ làm một video riêng để test nổ cho các bác nghe tiếng máy. Nói chung là con này thì tiếng máy nó thì không phải bàn cãi gì nữa rồi, nổ cực kỳ êm cũng như là ngon lành luôn các bác nhé. Đó. Rồi, em chào các bác nhé, hẹn các bác ở video sau.